Hello, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game One Road nhé mọi người. Thì như mình đã nói thì mình đã lấy được cái bộ đồ của Luffy Gear, gọi là Luffy Gear 5 nhé mọi người. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mặc cái bộ đồ này vô và chúng ta sẽ thử kết hợp với trái ác quỷ Luffy Gear 5 để coi thử coi cái bộ đồ này nó sẽ tăng cái gì và gọi là đam nó như thế nào. Nhưng mà trước tiên vào video thì mọi người nhớ là mình có hình như là hôm bữa mình được giúp mình như là mấy cái quay gì ta, mấy cái quay mấy cái gì mọi người, cái này gọi là cái gì, cái danh hiệu. Bây giờ mình sẽ thử roll mấy cái danh hiệu của thử coi, đây còn 9 cái này, mình sẽ roll thử 9 cái danh hiệu của thử coi mình roll được cái gì xịn xịn không. Nghe nói bây giờ là roll cũng có đồ xịn đâu mọi người ạ. À, để giờ mình roll thử ha. Xong rồi chúng ta sẽ mặc cái bộ đồ nó vô, xong chúng ta sẽ đi vào ra, chúng ta sẽ test đam, gọi là coi thử coi cái này cái có cái nào ngon hay là không ha. Rồi bây giờ mình sẽ roll nhé mọi người á, có gì ngon ngon không. Ra mythical thì chắc là màu đỏ, divine thì không biết là có xịn hơn hay không, cái này là chắc là legendary. Quay tiếp nha. Gọi ra có cái gì xin xò không? Trời ơi, ra Ichimon luôn, phải cà liền thật. Gớm dữ trời. Không lẽ... Ui, nhìn màu cũng đẹp. Cái này là... Cái này Thermon, cái này là Intermon à. Phải cả chủ rồi. Nào, cho gì xin xò xíu nào. Đỏ ơi. Trời đất ơi, gì tôi xui dữ vậy. Tôi hôm bữa tôi quay được một cái mythical mọi người, mà không biết biết cái mythical đó hình như là cùi. Trong đi ra của Luffy ghi năm nó cũng có ra cùi. Cái này là Legendary. Tôi thắc mắc cái này là không biết cái gì mọi người, cái Divine này. Divine. Ui, cái này hôm bữa quay ra rồi, cái này là cái re. Như là cái này phải bỏ ra mua rồi phải. Trời ơi, xui dữ vậy. Chịu á. Mày nốt đi, mày nốt hai cái nữa, sau chúng ta sẽ test bộ đồ nha mọi người nha. Ông nào ra cái trả cái new nữa, chết người. Trời ơi, xui dữ vậy. Please. Không nào, mấy cái này còn hôm bữa tôi roll được cái này nè mọi người, cái này là như cái legendary nè, gì đột đúng không ta? Cái này là cái mythical nè. Cái này là mythical nè, mà được có đúng quá dòng tăng đam các quỷ lây đinh nè. Thôi cái này của tôi là xịn sò nhất rồi, còn cái tộc này thì không có tiền ăn mọi người ạ. À, đắt lắm. Upgrade cái này lên nè, 75 B một phát, 75.000 đâu, 75 B. Tốn kém lắm, tốn kém lắm. À, bây giờ chúng ta sẽ gọi là test cái bộ đồ mới và coi cái ngoại hình bộ đồ mới nó như thế nào nha. Để cho mọi người coi bộ đồ mới ha. Bộ đồ Luffy Gear 5 đây. RU sẽ ra được bộ đồ mà đây, bộ đồ vô cho mấy ông coi nha. Đấy. Mở cái visual lên luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ coi thử coi nó có cái ngoại, coi nó tăng cái gì nhé mọi người. 37.50% đẹp, 55% điểm trái quỷ, 55% 65% điểm đam, đạt 65% crit, 65% crit đam. BVB 5%, BVE 10%, thì chúng ta sẽ có là được 50 mấy đâu, được 65% đam để đam trái quỷ và cái đam crit này nữa, thì mình nghĩ chắc là nó cũng có ảnh hưởng á. Mình nghĩ cái trái này cũng, cái bộ đồ này cũng khá là ngầu, cũng khá là đẹp mọi người ạ. Áo đừng gì vậy? Nên đừng chụp, tiếng chung chụp đi hình cái đi hả. Trời ơi mấy anh trai này em làm clip thôi mà khổ thế nhờ. Mấy anh trai chụp xong chưa, để em cùng đi nữa này.
Em chưa? Ok, xong rồi đúng không? Rồi, em sửa đây, cảm ơn mấy anh trai nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta test cái bộ đồ này, coi lên lượng đam lên cái gọi là con boss Luffy đi. Mình còn 5 kg Luffy, vô mình test boss Luffy đi cho nó dễ nha mọi người nha. Hôm bữa thì bộ đồ này tôi test ra đam khá là kinh khủng mọi người ạ. Ở với cái bộ đồ Kaido thôi nha. Ngày hôm nay bộ đồ Luffy G5 luôn. Mẹ, bộ đồ Luffy G5 luôn thì gọi là nó như thế nào đây? Cái này thì rất trong rai nha mọi người nhé. Bộ đồ thì rất trong rai. Đây chúng ta sẽ sao không rồng, không phải kia lên rồi vậy. Trời ơi. Lên. Joy boy. Là đó, đẹp chưa? Chưa kìa. Ố, mặc đồ vô nhìn đẹp ghê ha. Đó, hợp lý luôn rồi gì nữa. Có nón đội, có cả nón để ở dưới luôn. Mình nghĩ là một xíu nữa mình sẽ... Ui dạ, gì vậy? À What is ta coi thử nó sẽ ra là bao nhiêu nha mọi người á. 51 tên. Hơi lâu. Ui, sao có 17 tên vậy? À, phải chờ nó bơm máu lên à. Ok. Xíu nữa mình sẽ tắt cái nón đi để coi thử cái con này nó nhìn nó như thế nào nha mọi người á. Rồi, đúng không? Đây. Nào bao nhiêu đam đây? Hôm bữa mình nhớ mình test ra đam khủng lắm. Thì không biết mặc đồ này hay đam còn khủng nữa hay không nha mọi người á. Đam nhiêu vậy? Như mình tắt Haki rồi hả? Mọi mình tắt Haki rồi hay sao chứ? Lại nào? Dạ nào như vậy từ à, trời đó rồi, cái nắm nó phải màu đen này nè mới đúng mọi người ạ. Rồi cái nắm tay nó phải màu đen như thế này nè mới đúng này đó. 127 tơi mọi người ạ. À. What the hell. 127 tơi. Rồi thôi, đến lúc rồi, kết thúc thôi. 127 tơi. Bộ đồ nhìn đẹp phải cả trưởng ạ. À. Nhưng mà tôi chưa ra cái danh hiệu nào hết. Danh hiệu trong đây hình như là xịn lắm mọi người ạ. À. Danh hiệu trong đây xịn lắm. Mà thôi không có thôi biết sao giờ. Không có thì thôi biết sao giờ mọi người. Không có thì thôi. Cái này tính ra chúng ta chỉ cần xì ba mấy cái này thôi là cũng đủ ăn con boss này rồi mọi người. Không cần phải gọi là đánh mấy cái chiêu ép nhiều yếu rồi để chiêu ép nhìn cho nó ngầu thôi. Sao nó cứ hay đánh bay Haki với tôi nhỉ? Sao nó cứ tôi bấm lộn hay sao mọi người à? Nó cứ đánh bay cái Haki tay tôi hoài. Áo vực đấy mà thật sự mọi người, nếu mọi người đánh cái con này thì mọi người nên đi team nha cho nó dễ đánh. Trời ơi nói cái gì luôn xui dữ vậy. Bây giờ mình ra mình thử mình tắt cái hiệu ứng xong mình tắt cái nón thử mình làm cái Joy Boy lên thử coi nhìn nó ngầu hay không nhé mọi người. Đi đổ cái nón lên nhìn nó không có đẹp. Nó lên nhìn nó đẹp mọi người phải để cái nón Luffy nằm ở sau lưng á. À nhìn nó mới đẹp nha. Chúng ta tắt cái hiệu ứng nón này. Tắt cái hiệu ứng nón này chúng ta sẽ biến thành Joy Boy với mọi người á. Tắt cái hiệu ứng nón này. Đây. Tắt Haki luôn. Nhìn có thử nó đẹp đến mức độ nào nha. Tắt cái nón này đi. Chưa. À giờ chúng ta sẽ biến thành nha. Biến hình.
Đó. Đấy, những giày là đẹp rồi mọi người. Beautiful luôn. Beautiful luôn. Đấy. Cái nó như thế này là đẹp rồi này. Đó. Có cái áo choàng đồ, cái thứ đồ vô nữa. Perfect luôn. Thế rồi, mình sẽ kết thúc cái clip này tại đây nhé mọi người. Thì bộ đồ này đó, nó tăng được như thế này. Thì thực sự ra thì tôi không biết là có ngon hay không, thì tùy vào cảm nhận của mọi người, hay là kết hợp như thế nào thì tùy vào mọi người luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn mọi người lúc sau nha. Bye bye.